Thưa quý vị, khoảng 59,6 triệu đô la Mỹ là tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng mắc ca cho năm 2021. Nhân mắc ca của Việt Nam hiện đã được xuất khẩu sang 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với nhu cầu tiêu thụ sản phẩm mắc ca trên thế giới ngày càng tăng, dư địa mở rộng thị phần của mắc ca Việt Nam ngày càng lớn. Những thế mạnh của Việt Nam trong sản xuất mắc ca, những thách thức và giải pháp để đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng được coi là nữ hoàng của các loại hạt này là nội dung chính của mục tiêu điểm ngày hôm nay. Hạt mắc ca là sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, được sử dụng rộng rãi trong chế biến thực phẩm và sản xuất thuốc. Tại Việt Nam, mắc ca bắt đầu được trồng thử nghiệm cách đây gần 30 năm. Trải qua thời gian tìm hiểu và được tập huấn, người dân đã đẩy mạnh trồng mắc ca trong khoảng 7 năm gần đây. Tính đến hết năm 2022, cả nước có 29 tỉnh trồng mắc ca với tổng diện tích trên 20.000 ha. Tây Bắc và Tây Nguyên là hai điểm trồng mắc ca chính. Lợi nhuận bình quân đạt khoảng 40,5 đến 68,4 triệu đồng trên 1 hecta một năm. Năm 2021, sản lượng mắc ca cả nước ước đạt trên 8.500 tấn, tương đương với hơn 3% nguồn cung toàn cầu. Với vị trí địa lý, khí hậu thuận lợi, Việt Nam có nhiều thế mạnh để mở rộng sản xuất, xuất khẩu mắc ca. Vài năm trở lại đây, với việc tăng diện tích trồng và đầu tư vào công nghệ chế biến, Việt Nam đã có thể đẩy mạnh việc tiêu thụ mắc ca. Đã có nhiều đơn hàng xuất khẩu qua đường tiểu ngạch. Vào cuối năm 2022, mắc ca Việt Nam lần đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch sang Nhật Bản, mở ra triển vọng gia tăng giá trị xuất khẩu. Tháng 11 năm 2022, công ty này xuất khẩu lô mắc ca chính ngạch đầu tiên sang Nhật Bản với giá 10.000 đô la Mỹ một tấn. Trước đó, từ năm 2021, công ty đã có những đơn hàng xuất khẩu số lượng nhỏ sang các thị trường Pháp, Canada, Hàn Quốc. Ngoài diện tích trồng sẵn có, công ty liên kết với hơn 50 hộ dân tại tỉnh Đắk Lắk để đảm bảo sản lượng trên 100 tấn mắc ca mỗi năm. Giữ chất lượng sản phẩm đồng đều là một yếu tố quan trọng để công ty đáp ứng yêu cầu khắt khe của các thị trường nhập khẩu. Chúng tôi cũng đưa ra được một cái bộ tiêu chí về chất lượng sản phẩm riêng của công ty để có thể áp dụng chung cho tất cả các thị trường. Thứ hai đó là về công thức, công nghệ, kỹ thuật sấy đưa ra được cái sản phẩm nó vẫn giữ được nguyên cái vị hương thơm cũng như là đậm đà của hạt mắc ca mà khác biệt so với lại thị trường thế giới. Cái hạt mắc ca của Việt Nam chúng ta là được làm bán thủ công, nghĩa là chúng ta không sử dụng toàn bộ công nghệ máy móc. Chúng ta sẽ kiểm soát được một cách tốt nhất chất lượng của từng sản phẩm để đưa đến tay người tiêu dùng. Thành lập từ năm 2015 tại tỉnh Lâm Đồng, công ty này đã có những đơn hàng xuất khẩu tiểu ngạch sang các thị trường châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan Trung Quốc, Singapore, Philippines. Mặt hàng chủ lực là mắc ca rang mộc, mắc ca sấy, mắc ca tầm vị. Ngoài sự phong phú về mặt hàng, vị trí địa lý thuận lợi cũng là một lợi thế giúp tăng sản lượng xuất khẩu mắc ca. Việt Nam mình gần cái thị trường Đông Á, nơi mà có những cái hiệp định về thuế quan rất là tốt để mắc ca Việt Nam xuất khẩu sang, nên chúng ta vừa có cái sự gần gũi về văn hóa, về ẩm thực, tiềm năng rất là lớn để chinh phục cái thị trường lớn nhất thế giới về các loại hạt đấy. Các vườn mắc ca hiện được chuyển đổi sang mô hình canh tác hiện đại. Khi tôi đến thăm Việt Nam, thật tuyệt khi thấy rằng người dân đã đẩy mạnh trồng mắc ca để đạt sản lượng khoảng 8.000 tấn sản phẩm. Tại các vườn ươm, nhiều người trồng khá thành thạo, nhanh nhẹn, đặc biệt về kỹ thuật ghép cành, chiết cành. Đây là yếu tố rất quan trọng. Tôi rất ấn tượng với chất lượng của sản phẩm được thể hiện trên bao bì, cũng như thông tin và cách bạn tiếp thị sản phẩm. Tôi nhận thấy tương lai rộng mở của hạt mắc ca Việt Nam. Cây mắc ca yêu cầu của nó là trong năm phải có 5 tuần. Buổi tối phải lạnh dưới 17-18 độ thì nó mới phân hóa trời hoa. Cho nên chúng tôi tập trung là Tây Nguyên và Tây Bắc. Bây giờ chúng tôi không phải vận động nữa, mà chính bà con những người đi trước, người ta trồng, người ta đạt hiệu quả cao. Đấy là cái triển vọng tuyệt vời, giúp cho miền núi thay đổi hẳn tập quán canh tác, đối tượng canh tác và nâng cao thu nhập. Hiện cả nước có 65 cơ sở chế biến mắc ca. Tuy nhiên máy móc thiết bị sơ chế, chế biến chủ yếu là đơn giản. Làm thế nào để đảm bảo chất lượng và sản lượng hạt mắc ca để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu? Những khó khăn chính của các công ty cũng như những giải pháp tháo gỡ sẽ được đề cập trong phóng sự sau. Các sản phẩm mắc ca của công ty này đã đạt chứng nhận OCOP 4 sao, được thị trường trong nước đón nhận. Tuy nhiên, để những sản phẩm này được xuất khẩu vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Công ty trồng 1,5 hecta mắc ca. Khó khăn của công ty mắc ca Mai Thao là cái nguyên liệu tại địa phương là chưa có đủ sản lượng, còn ít. Các cái đơn vị xuất khẩu cũng đần nhập là người ta nhập container từ 15 đến 25 tấn. Cái mục tiêu là kết nối được với lại các doanh nghiệp mắc ca, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
Việc chưa tạo dựng được sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong ngành hàng mắc ca không phải là khó khăn duy nhất. Nhiều công ty có kinh nghiệm xuất khẩu mắc ca cũng gặp thách thức trong việc mở rộng sản xuất do bài toán về giống cây trồng. Việt Nam mình chưa có một cái bộ giống chuẩn để cho cái vùng thổ nhưỡng khí hậu của Việt Nam. Do đó là Việt Nam đang sử dụng rất là nhiều những cái bộ giống của Úc, của Nam Phi, Thái Lan, quá là đa dạng về chủng loại thì lại không tốt cho cái vấn đề sản xuất. Các cái giống khác nhau rất là khó để tự động hóa. Khi chúng ta sản xuất mà bằng phương pháp thủ công mà không phải dùng máy móc công nghiệp với số lượng nhỏ thì chúng ta lại đội thêm cái giá chi phí quản lý và tất cả giá thành khác lên nữa, thì cái giá vốn của chúng ta đang rất là cao. Năm 2022, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển bền vững mắc ca giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó nhấn mạnh xây dựng mắc ca thành ngành hàng phát triển bền vững theo chuỗi giá trị sản phẩm từ trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Để đạt được mục tiêu này, công tác quy hoạch vùng trồng là một yếu tố then chốt. Có đến hàng chục giống, hơn 60 giống. Cục Lâm nghiệp cùng với chúng tôi đã khảo sát các vùng rồi. Vấn đề bây giờ là từng vùng phải chọn ra cái đối tượng nào phù hợp. Trong 13 giống ở bộ công nhận đấy thì chúng tôi đang theo dõi để làm sao mỗi vùng chọn được cái giống hợp nhất. Bà con nên tham gia các cái tổ hợp cùng nhau sản xuất, nâng cao cái giá trị, nâng cao năng suất cho cây trồng và nâng cao quan hệ hợp tác nữa. Thách thức của Việt Nam là phải có năng lực sản xuất thành phẩm có chất lượng ổn định khi nguồn cung tăng lên, tiếp tục tìm tòi thêm yếu tố nào có thể tạo nên chất lượng gia tăng cho sản phẩm tốt hơn thì lợi nhuận cũng tốt hơn. Đề án phát triển bền vững mắc ca giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu đến năm 2030, sản lượng mắc ca chế biến đạt khoảng 130.000 tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu mắc ca đạt khoảng 400 triệu đô la Mỹ và đến năm 2050 đạt khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ.